Trần Dung nữ sát thủ máu lạnh nhất đất cảng. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Trong giới tội phạm, hành vi phản chắc hoặc đối nghịch với đàn anh thường phải trả giá. Vì manh nha tranh giành ảnh hưởng mà Dung Hà đã bị nằm cam cho đàn em thanh toán bằng một phát đạn K59. Năm 2008, Phùng Quỳnh Trang, chùm buôn bán thuốc ở Hải Phòng cũng có hành động tương tự cùng đồng bọn thiêu sống một nữ đồng nghiệp vì nghi cô này thầm lạm 1.900 viên. Hành động của chúng thật là ghê rợn. Sắc chết trên cánh đồng. Vào sáng ngày 28 tháng 2 năm 2008, vùng quê Thanh Bình Quế Võ Bắc Ninh bỗng dậy sóng khi một cô gái bị đốt chết tại cánh đồng hoàng vắng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, người chết là nữ, tuổi từ 19 đến 20. Dấu vết hiện trường cho thấy bọn sát nhân đã giết nạn nhân bằng cách tầm xăng đốt cháy. Một động thái quen thuộc khi bắt đầu điều tra vụ án là truy tìm tung tích nạn nhân. Dù gặp nhiều khó khăn, bởi thi thể nạn nhân đã bị đốt cháy biến dạng rất nhiều. Sau một số giấy tờ được bọc nhựa không cháy hết, cho thấy nạn nhân là Vân Anh, quê Quảng Ninh. Giờ lúc cuộc săn lùng đang diễn ra quyết liệt, thì vào sáng ngày 11 tháng 3, cơ quan điều tra được tin đối tượng xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, cách nơi gây án gần 2.000 cây số. Nhân lệnh của ban giám đốc công an tỉnh, thượng tá Quang cùng các cộng sự lập tức đáp máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh không kết quả. Tổ trinh sát được tin đối tượng xuất hiện ở miền Tây, cách thành phố Hồ Chí Minh trên 200 cây số. Nhưng khi trinh sát vừa đến miền Tây lúc trưa ngày 16 tháng 3 năm 2008 thì được tin đối tượng xuất hiện ở thành phố Vũng Tàu. Trong khi các trinh sát công an Bắc Ninh và công an địa phương đang quyết liệt do tìm ở Vũng Tàu thì tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tá Nguyễn Duy Dũng, đội trưởng đội truy nã phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát tích cực săn lùng đối tượng. Chính sát nhận định, giới thuốc tại các vũ trường sẽ biết ít nhiều về kẻ chuyên cung cấp hàng Phùng Quỳnh Trang. Khi chính sát đưa ảnh Quỳnh Trang ra, Tây Lắc đã nhận ra ngay. Theo cung cấp của Tây Lắc này thì Quỳnh Trang đã nhiều lần cung cấp thuốc tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì có ông kép Tây là chuyên gia dầu khí. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chính sát đã tìm được vị chuyên gia này đang tạm trú tại khu nhà cho thuê sang trọng ở phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất vào sáng ngày 19 tháng 3 trinh sát đến tòa nhà vị chuyên gia này ở nhưng ông này đã đi làm nhìn tấm ảnh cô gái một người có trách nhiệm ở đây cho biết vào chiều ngày 18 tháng 3 có thấy cô gái trong ảnh đi cùng vị chuyên gia sáng nay vị chuyên gia đã đi làm cô gái không thấy ra ngoài việc kiểm tra hành chính căn nhà thuê được thực hiện ngay tức khắc mở cửa ra dù nghe yêu cầu đưa giấy tờ để đăng ký tạm trú nhưng cô gái không đáp ứng và nói việc đó để chồng tôi về tôi không biết các ông ra ngoài đi. Xác định cô gái đúng là người trong tấm ảnh do tổ công tác công an Bắc Ninh cung cấp. Trinh sát nghiêm giọng. Chúng tôi là cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Phùng Quỳnh Trang, cô đã bị bắt về tội giết người. Em biết rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Quỳnh Trang thiểu não cất giọng. Chân dung nữ sát thủ máu lạnh. Tên đồng bọn Nguyễn Trọng Hiếu đang ở đâu? Thiếu tá Dũng, đội trưởng đội truy nã hỏi. Mấy ngày trước, chúng em sống tại khách sạn X, quận Phú nhuận. Sau đó em đi tìm người yêu tây thì không biết Hiếu có còn ở đó hay không. Nhận định tên Hiếu đang còn trốn tại thành phố, thiếu tá Dũng cùng các trinh sát tiếp tục săn lùng. 10 giờ sáng, quán cà phê cao cấp Windows gần công viên 30 tháng 4 quận Nhất tấp nập khách ra vào. Các trinh sát bí mật phong tỏa khu vực này. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng của trinh sát. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 25 phút, Nguyễn Trọng Hiếu xuất hiện, đi thẳng vào quán. Liên bị bắt giữ. Khi bị còng tay, Hiếu ngoan cố cho rằng công an bắt nhầm người. Nhưng khi về đội truy nã, thấy người đẹp Quỳnh Trang đang ngồi khai cùng. Hiếu đã hiểu ra tất cả và đã viết bản tường thuật khai nhận cùng đồng bọn gây ra cái chết cho cô sinh viên tội nghiệp Vân Anh. Trong đó Hiếu nói rõ đầu dây mối nhợ là Quỳnh Trang. Phạm Quỳnh Trang sinh ra và lớn lên trên quê hương Nam Định. Từ thuở nhỏ, Trang đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác vì cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời Nương tựa vào gia đình người bác ruột đến năm 13 tuổi thì Trang bỏ nhà đi bụi. Bắt đầu cuộc sống phiêu bạt giang hồ ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng. Thời niên thiếu, Quỳnh Trang đã trải qua bao đắng cay tủi nhục của đời con gái. Và chốn giang hồ đã gột rũa cô thành một đàn chị có số má ăn chơi. Năm 18 tuổi, Trang đã trở thành một chùm cung cấp thuốc tại Hà Nội, Hải Phòng. Đi xe tay ga đời mới, xài điện thoại di động, cao cấp, tiền xài như nước, Trang là mẫu người mà không ít chàng trai ham thích theo đuổi. Nhưng trái tim nàng chỉ thổn thức khi gặp tài xế taxi Nguyễn Trọng Hiếu, 22 tuổi quê Hải Phòng, vào giữa năm 2007. Được người đẹp cung phụng tiền nong và cho làm tài xế riêng, Hiếu sẵn sàng cầm tài cho những chuyến hàng đường dài của Trang. Trang đi buôn như đi chợ, từ Hải Phòng, Trang lên Lạng Sơn lấy hàng, rồi quay về Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ. Mỗi chuyến đi trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí có chuyến hàng tỷ bạc tái hiện hành vi tội ác. Vào đầu năm 2008, Trang móc nối với cô sinh viên xinh đẹp Vân Anh, giao cho Vân Anh 1.900 viên và hướng dẫn cách tiêu thụ. Mấy ngày sau, nghe Vân Anh báo là đã bị tên Linh lừa lấy mất hàng. Trang cho rằng Vân Anh đã ăn chặn số hàng trên nên nghĩ cách trả thù. Tối ngày 27 tháng 2, sau khi rủ Thủy và Hiệp, Trang kêu Hiếu dùng xe taxi chờ cả bọn lên Hà Nội chơi. Trang gọi điện cho Vân Anh bảo gặp nhau bàn chuyện làm ăn mới. Vân Anh tưởng thật nên lập tức đến điểm hẹn tại một quán cà phê trên đường Kim Mã Hà Nội. Tại đây Trang bảo có người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh ra và rủ cả bọn ra sân bay đón. Tưởng thật Vân Anh vui vẻ lên xe, không biết đây là chuyến đi định mệnh. Ra khỏi nội thành Hà Nội, xe thẳng hướng Bắc Ninh. Ngồi trên xe, Thủy Hiệp tháo dây dày, trói chặt Vân Anh và nhét khăn vào miệng. Đêm dần khuya, chiếc xe lao vun vút trong cảnh thành vắng. Cả nhóm bàn cách xử Vân Anh thật nặng. Lúc đầu Trang bảo giao Vân Anh cho người chị bà con đưa sang Trung Quốc bán cho các động mại dâm. Bà đi tính lại sợ Vân Anh thoát về được sẽ bại lộ nên cuối cùng chúng quyết định thủ tiêu cho yên chuyện. Nghe chúng bàn bạc Vân Anh dùng mình kinh sợ trước cái chết đang cận kề. Cô không thể nào kêu la cầu cứu được vì miệng đã bị bịt cứng. Đến chạm xăng sau khi cho xe uống đầy xăng chúng mua thêm 2 lít xăng cho vào bình. Đến cánh đồng vắng thuộc huyện Quế Võ Bắc Ninh chúng dừng xe đưa Vân Anh xuống và dùng dây thừng trói cứng làm Vân Anh không cựa quẩy được. Khi đưa vào sâu trong ruộng cách đường lớn chừng 150 m Quỳnh Trang tháo khăn bịt miệng cho Vân Anh và tra khảo về số thuốc. Vân Anh nói thật là bị tên Linh lừa mất và hứa sẽ đền đủ. Trang cất giọng lạnh lùng, mày phải chết. Nói rồi Trang tưới can xăng vào người Vân Anh mà cô kêu khóc van xin thảm thiết. Tra khảo thêm khoảng 5 phút vẫn không biết tên Linh lấy thuốc là ai. Trang hạ lệnh cho nó chết. Hiếu tưới nốt số xăng còn lại trong bình lên người Vân Anh và Trang bật quẹt ga. Khi ngọn lửa bốc cao cũng là lúc cả bọn rơi khỏi hiện trường quay về Hải Phòng vào khách sạn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trang bán căn nhà được 190 triệu đồng làm lộ phí cho cuộc trốn chạy. Cả bốn tên thuê xe taxi về Nam Định. Sau vài ngày xả hơi, chúng lại thuê xe đi tiếp vào Vinh, rồi Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Vũng Tàu, rồi quay ngược về Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi nơi chúng dừng lại vài ba ngày ăn chơi, du lịch. Khi từ miền Tây trở về thành phố Hồ Chí Minh, Trang đưa cho Thủy hiệp 40 triệu đồng để chúng quay về Bắc. Trang và Nguyễn Trọng Hiếu tiếp tục lưu trốn tại khách sạn ở quận Phú Nhuận. Chiều ngày 17 tháng 3, Trang tạm biệt người yêu nội, đến sống cùng người yêu ngoại là vị chuyên gia dầu khí tại căn nhà thuê ở quận Nhất. Trong những ngày được người đẹp vào chung sống, vị chuyên gia này vô cùng sung sướng, nhưng rồi bầu trời bỗng đổ sập dưới chân ông khi hay tin người yêu phạm trọng tội đến thăm trang ông ôm trang vào lòng thổn thức sao không nghe lời anh để ra nông nỗi này là một cô bé mồ côi chưa được ai ôm vào lòng nựng nịu yêu thương nay được người yêu ôm vào lòng nói lời âu yếm trang cảm thấy tình yêu sao lại ấm áp vô cùng nhưng đối với quỳnh trang lúc này mọi chuyện đã quá muộn bởi tội ác mà cô và đồng bọn đã gây ra khó mà tha thứ trước ngày bị đưa ra xét xử chính phùng quỳnh trang cũng hiểu rằng mình khó lòng thoát được cái chết nên cô ta đã học được cách chấp nhận điều đó ngay trước khi nghe tỏa tuyên án. Điều duy nhất khiến Phùng Quỳnh Trang ăn năn, dày dứt và không yên lòng trước khi đền tội chính là đứa em gái nhỏ ruột thịt mà Trang lúc nào cũng yêu thương hơn cả bản thân mình. Cuối cùng Phùng Quỳnh Trang đã phải trả một cái giá đắt cho những tội ác mà mình đã gây ra. Cô ta đã phải nhận án tử hình khi mới 20 tuổi cùng với một vết nhơ tội ác không dễ gì tẩy xóa được. Đó không phải là điều mà một cô gái 20 tuổi đáng phải trải qua. Nếu được sinh ra trong một điều kiện sống tốt hơn, nếu được giáo dục tốt hơn, hay nếu như cô ta có bản lĩnh cứng cỏi hơn để không bị cuộc sống phù phiếm và cám dỗ làm cho thoái hóa biến chất. Nhưng tất cả những cái đó đều không bao giờ thành sự thực và mọi thứ với cô gái 20 tuổi đã trở nên quá muộn màng. Trên đây là video về chân dung nữ sát thủ máu lạnh nhất đất cảng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share. Để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.